Trên tay mình đây là chiếc iPhone 13 Pro và chiếc iPhone 13 màu mới, màu xanh lá. Và let's go! Vào ngày 9 tháng 3 vừa qua, Apple đã cho ra mắt thêm phiên bản màu xanh lá cho iPhone 13 và iPhone 13 Pro. Tùy chọn màu sắc này sẽ làm gợi nhớ đến những khu rừng xanh mát khẽ, đúng như thông điệp bảo vệ môi trường của Apple. Đầu tiên thì mình sẽ nói về chiếc iPhone 13 phiên bản màu xanh lá này. Thì ấn tượng đầu tiên khi mình cầm cái iPhone 13 màu xanh lá thì đó là nhìn thấy khá là rất là đẹp và rất là sang trọng luôn. Cái màu xanh lá này là mình nhớ cái màu của iPhone 11 nhưng mà nó đậm hơn. Tuy là thiết kế nó vẫn giữ nguyên không khác gì, chỉ thay đổi màu thôi. Đó, thì tất nhiên là phiên bản màu mới này sẽ giúp cho iPhone 13 có đa dạng tùy chọn màu sắc. Khi mà mỗi lần người dùng mua cái iPhone 13 màu xanh lá này thì sẽ nhắc nhở cho người dùng là hãy nhắc tới là đến việc là bảo vệ môi trường. Và ngoài ra thì chúng ta sẽ có một cái thiết kế y chang như lại mọi iPhone 13 của các màu khác, cũng là một cái viền nhôm, một cái tai thỏ như thế này và màn hình là 60Hz ha. Hai camera hình dạng hình chéo. Đó, có đầy đủ tất cả cổng kết nối. Còn ở đây, đây là phiên bản của Mỹ, là sẽ có phiên bản milliwave và 6 sub 6 GHz. Đó. Rồi thì có tăng giảm âm lượng và màu xanh thôi. Ok, và nếu chúng ta nhìn kỹ thì cái màu xanh so với lại cái camera nó trái ngược nhau. Thì ở phía trên camera chúng ta thấy là cái phần màu xanh là được làm nhám, còn ở phía mặt kính thì nó sẽ là màu. Và cái kính này rất là dễ bám bằng tay nha. Đây, các bạn nhìn thấy không, mình đã cầm mới chút xíu thôi mà đã bám bằng tay rất là nhiều. Đó, thì nên là các bạn lưu ý, thì nếu mà các bạn là người không thích mà dạng kính như thế này thì nó sẽ bám bên tay. Nó mình cầm tí xíu mà bám bên tay quá trời luôn. Còn ở trên camera này như các bạn thấy thì là nó mặt dưới dạng là nhám hết. Ok, bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua về iPhone 13 Pro. Thì chúng ta thấy iPhone 13 Pro năm nay sẽ có cái màu là Opaline Green. Đó, thì cái màu Opaline Green này á, thì làm mình nhớ tới là cái iPhone 11 Pro và 11 Pro Max của màu Midnight Green á. Nhưng mà cái màu này nó cảm giác như mình thấy là cái này nó sáng hơn cái của Midnight Green của iPhone 11 Pro Max, tuy là nó có hơi có sự tương đồng. Và nếu các bạn nhìn kỹ ở mặt lưng á, thì chúng ta thấy cái mặt lưng của iPhone 13 á, là mặt cái ở phiền ngoài này là mặt nhám và ở trên camera là mặt kính. Thì như chúng ta thấy thì nó sẽ không bám phần tay ở phía mặt lưng, nhưng mà nó các bạn biết là nó sẽ bám phần tay ở mặt viền như thế này. Cái mặt viền mà kim loại này nó sẽ bám bên tay rất là nhiều nha. Ngoài ra thì nó chỉ thay đổi màu như thế thôi, nó không có gì nhiều. Vẫn thiết kế thì nó vẫn y chang như mọi iPhone 13 khác, 13 Pro khác. Và bên trong thì cũng cũng y chang tất cả mọi thứ, ví dụ như là A15 Bionic, rồi Face ID, màn hình OLED XDR, rồi camera góc siêu to khổng lồ này luôn, và cả cổng sạc, rồi 5G, tất cả thứ đều y chang nhau. Ok, rồi nếu mà các bạn chọn giữa màu của màu Pro hay là chọn màu của màu thường, thì đối với những ai yêu thích sự tinh tế và sang trọng thì có thể chọn màu của hàng Pro. Còn trong khi đó màu xanh của iPhone 13 thường thì mang xu hướng là trẻ trung và năng động. Nên là tùy theo cái mỗi cá nhân của mọi người thì các bạn có thể chọn giữa dòng Pro và cái dòng thường. Đó. Thì mặc dù là tất cả các thiết kế bên trong đều giống y chang nhau, không khác gì hết trơn hết. Đó. Còn nếu sự sang trọng thì các bạn có thể dùng Pro và Pro Max. Còn những trẻ trung năng động thì có thể dùng màu của thường và mini. Ok, về giá bán thì giống như là mọi iPhone 13 thôi. Thì giá bán của chiếc iPhone 13 là giá khởi điểm của iPhone 13 là $699, nghĩa là khoảng $700. Còn iPhone 13 Pro thì giá bắt đầu khởi điểm là $999, đó, là $1,000. Thì các bạn có thể màu bây giờ là các bạn có thể order và Apple sẽ giao tới cho các bạn luôn. Và đó là trên tay nhanh về chiếc iPhone 13 Pro và 13 màu xanh lá của Apple. Và nếu các bạn thích video ngắn như thế này thì hãy subscribe kênh YouTube của mình nha.